Xin kính chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô, địa chỉ cầu Tiên Cựu, An Lão, Hải Phòng. Lối ra vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng ra với quốc lộ 10, số điện thoại 0326062789. Cảm ơn tất cả mọi người thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ đồng hành cùng Khả Năng Ô Tô. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người qua một chút về cái bãi ô tô miền Bắc anh em, rất là nhiều xe, tất cả các dòng đời xe, cực nhiều cho bà con lựa chọn. Vậy thì anh chị em có bác nào cảm thấy chiếc nào nó phù hợp có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 hoặc Zalo 0936405926 để sở hữu chiếc xe mình mong muốn về đi lại tránh mưa tránh nắng, rồi hoặc là anh em làm nghề lái xe kiếm thêm thu nhập đó, hoặc là chở người nhà đi đâu có công việc gì xa xôi đi làm nó vất vả, bằng xe máy vất vả thì anh em có thể lựa chọn những chiếc xe đang có mặt ở đây để về đi lại anh em nhé. Ngày hôm nay em giới thiệu cho mọi người một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2010, bản đủ túi khí na năng đúc, anh rất là đẹp luôn, bốn kính điện, Hyundai Verna form mới, form Accent rồi anh em nhé, đời 2010, tên tư nhân biển Lai Châu là 27A anh em nhé. Chiếc này hiện tại thì bên em đang bán với giá 198 triệu đồng báo rút hồ sơ. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp thì có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng qua số điện thoại 0326062759 để sở hữu chiếc xe này. Về phần sơn xi thì anh em mình có thể nhìn thấy màu bạc rất là đẹp, sơn căng đét luôn. Cam kết của em không tai nạn nặng và ngập nước, không đâm đụng nặng nhé, không đâm đụng, tức là xước sát thì không tính, còn việc đâm đụng là không, em cam kết với bán trực tiếp cho bà con là không đâm đụng và ngập nước, và em cam kết luôn chiếc này là không làm có hành nghề taxi, đó, không khoan đục, nên xe rất là đẹp và cứng, nội thất rất là đẹp luôn, xe ra đi. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp thì anh em có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu chiếc xe Hyundai Verna đời 2010 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Đấy. Động cơ 1.4 số sàn. Mức tiêu hao nhiên liệu của em nó chỉ rơi vào khuôn tầm 5 lít hơn một chút trên 100 km mà thôi, rất là tiết kiệm. Dòng này nhập khẩu nên là gầm bệ nó cực kỳ chắc chắn nhé, rất là đẹp luôn. Nó không đâm đụng gì nữa nên là nó cái độ chắc của nó rất là chắc. Anh em ạ, đi xe anh em cảm nhận được ngay. Na năng đúc rất là đẹp luôn. Chẳng cần làm gì cả, sơn xi căng đét đẹp luôn, chẳng cần làm gì luôn nhé. Cam kết không đâm đụng ngập nước rồi, anh em hoàn toàn an tâm xuống tiền với giá tiền cực kỳ ưu đãi là 198 triệu cho một bản không taxi, không khoan đục anh em ạ. Đấy. Xe không khoan đục và không taxi nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đó. Chứ còn những xe mà đã qua dịch vụ rồi thì nội thất nó sẽ nhàu hơn, hoặc là xe nó sẽ gầm bệ nó sẽ lủng củng hơn một chút, nhưng tất nhiên là đi tùy người thôi. Rất nhiều bác taxi bác cái giữ xe còn đẹp hơn cả xe gia đình luôn. Nhưng mà chiếc này rất là đẹp. Đẹp lắm, không mất phân keo chỉ nào. Chúng ta hãy cùng đi vào review chi tiết cái chiếc xe này. Đây, các bác nào chưa biết thì em sẽ quay chữ Verna cho mọi người cùng nhìn nhé. Hyundai Verna. Đây là form Accent rồi nên nó rất là đẹp. Anh em hoàn toàn có thể mua chiếc này về làm xe dịch vụ cũng như là xe gia đình, nhìn nó rất là thể thao. Trong phong cách anh em nhìn nó dán body kit ở xung quanh nhé. Đấy, cái ốp ba bô lê kìa. Với lại cái đường ngân gờ quanh xe tạo cho chiếc xe một cái form dáng thể thao rất là đẹp luôn. Được cái bô nó cũng thể thao nữa, bô to nhìn trông rất là đẹp. Đó, sơn xi thì anh em nhìn này, chẳng cần phải làm gì, không phải mất 1.000 tiền sơn nào nhé. Đó, 4 quả lốp mới, na răng đúc, đăng kiểm tháng 5 năm 2021 hay sao ấy, rất là dài. Không cần làm gì thêm, chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Mức tiêu hao nhiên liệu thì em nói rồi, 5 lít hơn một chút thôi, trên 100 km. Chẳng cần làm gì cả, đổ xăng là lên được. Đó. Đấy, em sẽ cùng quay bên ngoài cho mọi người cùng ngắm nhé. Bên ngoài thì sơn xi căng hết rồi, không cần làm gì nữa rồi. Tất nhiên là bên em mua về có thể toát tí phần ba đài sơn, ba đài sốc thôi, còn lại sơn zin của nó anh em ạ. Sơn theo xe, còn không biết là zin hay không. Nhưng mà màu này màu bạc, rất là đẹp. Nhìn rất là mượt mà luôn, không cần làm gì thêm cả, đổ xăng mà chạy. Đối với dòng nhập khẩu thì bây giờ gầm bệ nó chắc chắn hơn dòng trong nước một chút. Vì thế giá thành nó sẽ cao hơn dòng trong nước nó khác hoàn toàn. Hyundai Verna này nó sẽ đẹp hơn, đời 2010 nó sẽ đẹp hơn Ghost rất là nhiều anh em nhé. Đấy, mà lại không khoan xe gia đình đây. Vậy bác nào mà muốn lấy Ghost thì có thể cân nhắc lấy cái dòng này. Nó đẹp hơn Ghost rất là nhiều, vì nó là sedan 5 chỗ hai đầu, rộng rãi đẹp hơn và giá rất là phải chăng. Phải chăng chứ. Cạnh tranh thì chỉ rơi vào trong 198 triệu gần 200 một chút. Về mưa đã đầy đủ rồi. Đây chúng ta cùng xem cái phần nội thất của chiếc xe này anh em nhìn này. Keo chỉ không mất phần nào, em quay cho bà con cùng ngắm nhé. Đây. Keo chỉ này, không mất một phần nào. 198 triệu một chiếc xe anh em nhìn cái tapi nó cực kỳ mới này, nhìn thấy mới không? Tapi cửa nó mới Desico. Đấy. Nhìn phím bấm này. Bản đủ nên có gương điện và kính chỉnh điện. Thông thường thì hàng Verna thì cũng sẽ có hai kính sau là quay tay, nhưng con này là bản đủ nên là nó đã đầy đủ hết rồi. Đó, bản chung, không phải bản đủ hẳn. Đủ hẳn thì đôi khi có cái phím bấm tích hợp, nhưng mà bản này có túi khí rồi anh em nhé.
Nó ghế bọc da rất là mới này. Chân thì nên dần dán chân 3D nhìn sạch đẹp chưa anh em nhìn thấy không? Chân này nó hỗ trợ anh em là khi bẩn anh em lau chùi phát nó rất là sạch. Đấy, dán hết hết tầm đâu đó 2 triệu đấy anh em ạ. Tôi đã dán rồi thì không không cần làm gì thêm cả. Nó táp nô thì đã có cái phủ gì nhỉ? Phủ mặt táp nô đây. Khi mà ánh nắng chiếu vào thì anh em đi đường trời nắng thì nó không bị hắt vào mặt, nó không không nóng, nó đỡ nóng hơn rất là nhiều. Đây, anh em nhìn này. Đấy, ốp bật lên xuống này. Cái ốc bản lề cửa vòi voi chưa một lần mở nhé, chưa một lần mở. Đây, thông số thì anh em sẽ có thể nhìn thấy Hyundai Verna đời 2010 nhập khẩu Hàn Quốc này, toàn chữ Hàn Quốc đây, 10 đây. Korea này. Trực dạng dạng đấy, đây là Hyundai Verna. Đấy. Rất là đẹp. Với giá tiền hợp lý anh em có thể mua chiếc này về làm xe dịch vụ. Làm xe gia đình luôn, anh em cam kết luôn là không đâm đụng nặng mà gặp nước. Đây, keo chỉ cánh này nguyên zin nhé. Không hề mất một phần nào luôn, tapi cửa cũng rất là mới. Đẹp luôn anh em này, cột kèo em móc luôn trực tiếp trên livestream cho bà con là không mất một phần cột nào. Đó. Đấy là cái cam kết là uy tín rồi, bán hàng là phải có trách nhiệm với khách hàng. Đây anh em nhé. Đó. Nhìn này, ghế này rất là đẹp, da này da công nghiệp nhé anh em nhé. Da màu vàng nhưng nó là da công nghiệp, nhìn rất là khỏe khoắn và đẹp. Đấy, đây, nhìn tapi không hề xước một tí nào. Không hề xước một chút nào luôn. Đẹp xuất sắc với giá tiền mà anh em này đang trông đợi với mức tiền nó hợp lý. Đây nhá anh em. Nó nhìn thấy form dáng của Verna này. Đấy. Đẹp xuất sắc. Đây, keo chỉ cánh cửa này cũng thế, nguyên zin 100%. Nguyên zin luôn nhá. Không hề han mọt gì vì dòng này cầm nó là dòng nhập khẩu. Nên anh em nhìn có thể nhìn thấy này, nó rất là cứng xe. Đây. Chứ không quay gầm bệ luôn cho bà con. Cái này nhé. Đây, anh em nhìn này, gầm bệ không hề han mọt gì nhé. Sáng trưng luôn. Cực kỳ đẹp. Cam kết với các bà con là không có đâm đụng ngập nước. Đó. Quay cho các bà con ngắm này. Không có ngại gì cả. Đẹp xuất sắc với giá tiền hợp lý. 198 triệu mà nhập khẩu nguyên chiếc. Chắc chắn là đẹp hơn Hyundai Getz rồi. Các bác nào chưa biết dòng này thì có thể nghiên cứu về tìm hiểu thêm về cái dòng Hyundai Getz. Dòng này động cơ 1.4 thôi mà hai sedan 5 chỗ hai đầu, giá rẻ. Keo chỉ không mất một phần nào. Cam kết là không có kinh doanh taxi. Đây. Em sẽ mở cái này lên. Cái này người ta dán chắc mất rồi. Dán bằng keo hết rồi anh em ạ. Đó, cam kết các bác là cái chiếc này nó không có kinh doanh taxi anh em nhé. À, bên trong này vẫn lau là được này. Đấy. Không khoan đục của Tapno này này. Tức là người ta không có khoan đồng hồ tính tiền ở đây thì gọi là xe không khoan đục. Đấy, không kinh doanh taxi. Bà con có thể nhìn thấy màn hình cam nồi đủ hết rồi. Cột kèo keo chỉ thì zin. Rồi em sẽ vào phần để lổ máy chiếc xe lên cho bà con ngắm. Đây. Anh em có thể nhìn thấy cái phần nội thất rất là đẹp, tươi mới của chiếc xe Hyundai Verna nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2010, tên tư nhân biển này. Đó, túi khí đầy đủ anh em nhé. Đấy. Hôm nay đấy, để phát nổ luôn. Test luôn cái bật điều hòa luôn mà con nhé. Bật điều hòa này, cái gió trong này. Đó. Anh em có thể ngồi lên xe và chạy thử luôn, cảm nhận trực tiếp. Lái xe trực tiếp thì ở địa chỉ An Lão, Hải Phòng anh em nhé. À, điều hòa mát lắm, mát rất là sâu luôn. Bật to lên chút, ui gió to. Đây. Rất là đẹp. Đó, em sẽ cùng chắc phải âm lượng nhạc nhẽo đi. Vì cái nhạc nhẽo nó không giải quyết cái gì cả. Quan trọng là anh em đến xem xe trực tiếp đây thì xem cái chất lượng xe, gầm bệ, máy móc cũng như là cái phần thân vỏ của nó còn bền đẹp hay không thì nó thể hiện hết ở đây anh em ạ. Đấy. Chỗ này anh em có thể để đồ, để USB hay để bắt nào biết hút thuốc thì để thuốc, còn để bật lửa cũng được. Đó. Rất là nhiều cái chức năng. Ừ, đẹp lắm, không khoan đục nên là xe nó cứng và đẹp. Anh em nhìn cái vô lăng này nó rất là mượt luôn, nó không hề bị kiểu dạng như là gì nhỉ, bị mòn đấy, không bị bấm nhiều ấy. Đó, rất là đẹp luôn, máy nổ êm lắm, điều hòa mát buốt. Giờ chúng ta cùng khám phá cái phần khoang máy của chiếc Hyundai Verna nhập khẩu lại nhé em nhé. Kính điện đây, nó hạ xuống tí. Đây là phần khoang máy động cơ cho máy nổ, động cơ 1.4, máy êm không nghe tiếng gì luôn. Đăng kiểm tháng 6 năm 2021, keo chỉ cabo anh em nhìn này. Đó, cabo này đã sơn nguyên lòng bên trong lại rồi. Đấy, vì nó mình làm cái gì nó sẽ tốt cho cái đấy anh em ạ. Đó, anh em nhìn làm rồi chứ không phải làm nữa. Còn đây anh em có thể nhìn thấy ốc vụ này, đầu răng sắt xi còn nguyên nhé. Chân máy này nguyên hết, không hề đâm đụng quả quẹt gì. Đấy là cam kết viết giấy trực bán trực tiếp cho bà con anh em nhìn vụ này. Đây nhìn thấy khoang máy vô cùng sạch đẹp,
Nó đẹp ở cái là nó khô này, anh em nhìn thấy nó mới, rất là mới, máy như mới này. Cái phần này thông thường nó cũ, nó úa màu, nhưng mà nó đây anh em nhìn đi, rất là mới luôn. Đầu sắt xi còn nguyên nhé, không hề đâm đụng gì, mọi chức năng là hoạt động bình thường hết. Nước làm mát thì gia đình người ta đổ nước xanh đét này, anh em nhìn thấy không? Đó. Như vậy thì vừa rồi Khải Đăng Ô Tô đã review cho mọi người xong một chiếc xe Hyundai Verna nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2010, tên tư nhân biển Lai Châu 27A đây, không taxi dịch vụ gì, không khoan đục, xe rất là đẹp, cam kết các bác không đâm đụng ngập nước. Đó, giá bán 198 triệu đồng bao rút hồ sơ. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em. Xin kính chào mọi người.